xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đến với blog star dancer trong loạt bài dẫn về oracle loạt bài về sql basic mình là việt ở bài này thì chúng ta sẽ tìm hiểu um, cái cấu trúc order by trong cái câu lệnh select của oracle thì cái order by này có ý nghĩa là gì đấy là cái cách mà chúng ta sắp xếp cái report của chúng ta đây là một cái một cái phần không thể thiếu đối với lại các report mà liên quan đến các um, thường thường của các reporter ví dụ như là người ta muốn report xem là uh, danh sách những cái khách hàng mà mà đã mua hàng nhiều nhất chẳng hạn xong rồi có giá trị giảm dần thì sắp xếp như thế nào thì đấy là chính là order by thì cái việc sử dụng order by này thì nó sẽ cho phép chúng ta gen được cái report chúng ta theo ý, ý mong muốn có thể sắp xếp các trường uh, theo cái yêu cầu đề ra của 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 ông chủ chẳng hạn thì đấy là cái ví dụ các bạn có thể thấy ở trong này ví dụ như ở đây chúng ta muốn có một cái report là select tất cả những cái cái người cái employee mà có salary giảm dần chẳng hạn tức là cao cao đến thấp thì ví dụ chúng ta làm thế nào thì um, chúng ta có thể ví dụ bình thường ấy, khi mà chúng ta select thì chúng ta sẽ làm như sau select um, first name uh, rồi salary from employee thì như thế này thì các bạn sẽ thấy là cái cái việc xuất hiện tuần tự ở đây nó rất nó rất lộn ngồn. Ví dụ như là các bạn sẽ thấy là nó nó có các cái trường ở đây, ví dụ như là uh, Louis thì là 6.9 này, đen thì 11.000 này xong lại giảm xuống 3.000 một thì nó không theo bất cứ một thứ tự nào cả. Thì để 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 cho nó thứ tự thì các bạn sẽ thêm một cái từ khóa nữa. Đấy là từ khóa order by thì order by này thì có theo theo là cái gì để là theo các column thì ví dụ như các bạn có thể sắp xếp thành các column ở đây uh, ví dụ như bây giờ chúng ta sắp xếp theo salary chẳng hạn thì các bạn sẽ thấy bây giờ các cái cái tiền lương nó sẽ giảm dần mặc định của của order by là giảm dần và null last thì cái này mình sẽ giải thích ở các bài bài hướng dẫn tiếp theo chúng ta bây giờ cứ làm thế này đã thì các bạn sẽ thấy ở đây cái những những cái này nó nó sẽ giảm dần xuống và ngoài ra thì các bạn có thể thấy là những cái 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 order của 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 cái ví dụ như các bạn thấy là đây là first name chẳng hạn cùng là 11.000 nhưng mà Gerard này, xong rồi Elan này, xong rồi Dan này Thì có nghĩa là cái tên đây chưa được sắp xếp Cái tên, những cái tên đây nó chưa được sắp xếp đúng không? Thì các bạn có thể thấy Thì chúng ta có thể sắp xếp theo hai trường khác nhau cũng được Thì bây giờ các bạn thêm một cái nữa là first name chẳng hạn Thì cái này các bạn kéo lên thằng 11.000 Thì 11.000 các bạn sẽ thấy là DEG Có nghĩa là đã được sắp xếp L đây nữa Thì thì các bạn sẽ thấy là những cái cái việc mà chúng ta Order theo cái, cái 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 trường 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 cái trường mà chúng ta order by các trường chúng ta đây thì sẽ cho chúng ta một cái report nó đẹp hơn hoặc là ví dụ như bây giờ chúng ta muốn là sắp xếp theo order by của first name trước chẳng hạn, đưa sắp xếp theo alpha b tăng dần của alpha b a b c d xong rồi chúng ta muốn những người mà salary đây chẳng hạn thì các bạn sẽ thấy là ví dụ như Uh, cùng hai ông William chẳng hạn nhưng mà ông William nhỏ hơn thì được sắp xếp trước thì đấy là cái cách làm của chúng ta thì như thế cái việc sử dụng cái order by này ngay sau uh, trong cấu trúc select uh, from thì nó sẽ cho phép chúng ta có được cái report theo ý muốn um, nếu mà trong trường hợp mà có cấu trúc lệnh why, uh, where thì chúng ta sẽ phải um, sẽ phải bỏ order by phía sau where nếu không nó sẽ có lỗi Where ví dụ như là salary lớn hơn uh, 8.000 chẳng hạn Trong cái order by Salary Thì như thế này thì nó sẽ sắp xếp những hiển thị ra những cái người mà Có lương lớn hơn 8.000 và theo thứ tự tăng dần Thì uh, các bạn nhớ order by luôn nếu mà có điều kiện que thì là nó sẽ phải nằm sau que Thì đấy là cái cách chúng ta sử dụng uh, Ngoài ra thì um, cái order by này chúng ta sẽ có một số nguyên tắc một số cái liên quan mà các bạn cần phải lưu ý đầu tiên đấy là thứ tự của việc order này tăng dần hay giảm dần tiếp theo là cái vị trí của nun uh, up here ở đây thì các bạn sẽ được giới thiệu ở các bài hướng dẫn tiếp theo um, ngoài ra thì order by có thể sử dụng được là cái 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 vị trí của các column ở đây ví dụ như bây giờ mà tôi không viết là salary mà tôi viết là số 2 chẳng hạn thì nó cũng hiển thị ra chính xác như thế uh... xong rồi chúng ta không viết là salary mà chúng ta sẽ viết hai thì có nghĩa nó sẽ hiểu là cái cái order này nó sẽ thực hiện cho cái việc column năm thứ tự là số 2 thì các bạn sẽ thấy ở đây thì nếu các bạn viết số 1 ở đây thì tất nhiên là nó sẽ trở thành first name thì như thế là cái order by này cho phép chúng ta sử dụng cái thứ tự của cái column đấy Ngoài ra thì ví dụ bây giờ mà các bạn sau này các bạn sẽ được học các cái các cái biểu thức liên quan đến tính toán hoặc group chẳng hạn thì ví dụ như bây giờ mà các bạn tính là tính toán đối với cái loại salary này nó tính toán theo một công thức nào đấy Xong khi các bạn order cho nó thì nó cũng sẽ được chứ nó không nhất thiết là phải theo cái này. Ví dụ như bây giờ mà các bạn tính salary cộng trừ nhân chia một loạt ra xong rồi tính cái gì 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 đấy xong order của cái, cái biểu thức đấy thì nó cũng sẽ sẽ tính map vào đây thì là cái cách làm của chúng ta sử dụng order by thì mình hy vọng là các bạn uh, hiểu được cái quy tắc hoạt động của order by ở uh, trong cấu trúc select của oracle cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở các bài hướng dẫn tiếp theo của blog style điên xe